Chân Mệnh Đế Tiên, tập 296. Trên địa bàn của Thị Huyết Điện mà lại có người dám ra tay với ông ta sao? Ai mà ghê gớm vậy chứ? Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung về một hướng. Họ nhìn thấy Diệp Đại Học đang chậm rãi bước ra. Chết tiệt! Khi nhìn thấy mặt Diệp Đại Học, tiếng chửi thề đồng loạt bật thốt ra từ miệng mọi người. Dường như đã nhìn thấy điều gì đó rất bất ngờ. Ta không nhìn nhầm chứ? Sau 1-2 giây, có người vô thức day day đầu lông mày. Người không nhìn nhầm đâu, đó chính là thánh chủ của Thiên Đình đó. Lão tổ, cứu ta với! Trong tiếng bàn luận, Thường Minh trong đống đổ nát lão đảo bay lên trời, thiêu đốt Thọ Nguyên, điên cuồng bay về một hướng. Lại nhìn Diệp Đế Hào, anh không nhanh không chậm đuổi theo phía sau Thường Minh, chỉ đánh ra vào để vài đạo thần quang tượng trưng, chứ không hề có ý định giết chết ông ta. Cảnh tượng này khiến những người bên dưới nhìn đến choáng váng. Thánh chủ Thiên Đình, ngươi định làm gì chứ? Lá gan lớn thật đấy. Đây là Bắc Sở chứ không phải Nam Sở của ngươi. Nhưng mà họ làm sao hiểu được ý của Diệp Đế Hào? Muốn giết Thương Minh thì một chỉ là đủ. Sở dĩ anh thông thả đuổi theo chứ không hành hạ Thương Minh là để tuyên bố cho Bắc Sở: ta, Diệp Đế Hào, thánh chủ của Thiên Đình đã tới. Bùm đung uyên, đất trời trở nên hỗn loạn. Phía trước Thường Minh chạy trốn, nhưng những ngọn núi lớn phía sau liên tục lần lượt sụp đổ. Ở phía sau, Diệp Đế Hào cầm sát kiếm nhuốm máu, bước đi nhẹ như gió, giống như đang tản bộ, nhưng mỗi một lần ra tay đều phát ra động tĩnh rất lớn. Phía sau nữa là các tu sĩ trong thành cổ, từng đoàn người đông như thủy triều. Bọn họ không dám tới quá gần mà chỉ nhìn từ xa, sợ Diệp Đế Hào sẽ phát điên quay lại đánh mình. Cái gì? Diệp Đế Hào đến Bắc Sở rồi sao? Cái gì? Diệp Đế Hào đang đuổi giết Thương Minh sao? Động tĩnh Diệp Đế Hào gây ra thật sự quá lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tin tức này như mọc cánh truyền khắp Bắc Sở. Khốn kiếp! Trong đại điện của Thị Huyết Điện vang ra tiếng gầm khét dữ tợn: Diệp Đế Hào, hôm nay người đã tới thì không cần phải đi nữa. Chẳng mấy chốc, tiếng gầm rú rung chuyển bầu trời. Cao thủ của Thị Huyết Điện bay tới từ tứ phía, tu vi yếu nhất cũng là cảnh giới Không Minh tầng thứ 3, giống như một đội quân tu sĩ vậy. Thế trận này khiến người dân Bắc Sở đều kinh hãi. Nhưng nghĩ lại thì cũng có lý. Diệp Đế Hào là ai chứ? Là sát thần đó, là con gián, đánh thế nào cũng không chết. Khi xưa, lúc anh còn chưa trưởng thành, đã dấy lên làn sóng lớn ở Bắc Sở. Chứ đừng nói bây giờ anh đã là cảnh giới chuẩn thiên. Một người như vậy muốn giết được anh phải điều động cả đội quân tu sĩ là đúng. Bùm đung uinh! Khi mọi người còn đang chăm chú quan sát, đất trời vẫn không ngừng vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Trên hư không, Diệp Đế Hào vẫn cầm sát kiếm ung dung như đi tản bộ, không nhanh không chậm. Lại nhìn đến Thương Minh, ông ta vẫn đang loạn choạng bỏ chạy. Diệp Đế Hào chỉ đuổi theo chứ không giết chết, khiến ông ta sợ đến phát điên. Hành hạ từng chút như vậy khiến tinh thần ông ta có chút suy sụp. Đã từng có khoảng khắc ông ta suýt dừng lại, mong Diệp Đế Hào cho mình được chết một cách nhanh chóng. Cảm giác bị giày vò liên tục trước khi chết như thế này khiến ông ta còn khó chịu hơn phải chết. Bùm! Khi ông ta đang tuyệt vọng thì hư không trước mặt nổ tung, đoàn người lao đến như sóng thủy triều. Cao thủ của Thị Huyết Điện đã đến. Lão tổ, cứu ta! Thường Minh rống lên quát điên cuồng, như thể nhìn thấy hy vọng được sống sót. Nhưng ông ta vừa bước một bước, một cây thương đen như mực đã lao vút tới từ phía sau. Phúc! Máu tươi bắn ra tung tóe, cây thương đen lạnh lẽo xuyên qua cơ thể Thương Minh. Đường đường là cảnh giới Không Minh tầng thứ 8 mà lại bị ghim chết trên hư thiên, đến lúc chết mà ánh mắt vẫn mang theo nỗi sợ hãi. Diệp Đế Hào, ngươi thật đáng chết! Thấy Diệp Đế Hào giết Thương Minh ngay trước mặt đại quân của mình, cao thủ Thị Huyết Điện đùng đùng tức giận. Vậy ngươi cũng phải giết được ta cái đã. Diệp Đế Hào chế nhạo, đột nhiên xoay người chạy ngược lại, vì bốn phương tám hướng đều có cao thủ của Thị Huyết Điện bao vây, mà chỉ có đội quân phía sau là không đông lắm. Anh cần tìm đường trước khi bị bao vây. Giết cho ta! Tiếng gầm giận dữ của cao thủ Thị Huyết Điện rung chuyển bầu trời. Đại quân đông nghìn nghịt từ bốn phía nhanh chóng lao về hướng chính giữa. Kẻ nào cản ta đều phải chết! Giọng Diệp Đế Hào như sấm rền vang. Anh mặc hỗn thiên chiến giáp,
Hỗn độn thần đỉnh lơ lửng trên đầu, tay trái cầm bá long đao, tay phải cầm kiếm xích tiêu, kim quang trên người bắn ra rực rỡ chói mắt, mang theo khí thế nuốt chửng núi sông. Phút. Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Đại Hào vung đao quét sạch một vòng. Anh thực sự giống như chiến thần, dưới cảnh giới chuẩn thiên không một ai có thể đỡ được một chiêu của anh. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đại quân thì huyết điện như đại dương màu đen. Diệp Đại Hào cô đơn lẻ bóng, nhưng kim quang chói lọi phát ra từ người anh lại rất chói mắt. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của khán giả từ mọi hướng đều đập thình thịch. Đó là đội quân thế nào chứ? Là đội quân tu sĩ đó, thế nhưng lại bị một người đánh gục toàn bộ. Cùng lúc đó, bầu không khí trong đại điện Hằng Nhật Tông của Nam Sở lại cực kỳ ngột ngạt, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Thông tin tình báo đã xác nhận Thị Huyết Điện đang liên thủ với thế lực từ các hướng, chuẩn bị nam tiến tấn công Thiên Đình. Cuối cùng sự im lặng trong điện bị một câu nhẹ nhàng của Hồng Trạch Tuyết phá vỡ. Bọn chúng biết chọn đúng lúc lắm. Trung Quy hừ lạnh. Có bọn chúng gây rối, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xây được tường thành Nam Sở. Thiên Tông Lão Tổ hít sâu một hơi. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đánh úp mới là điều đau đầu nhất. Báo. Khi mọi người còn đang bàn luận thì có người chạy vào đại điện, quỳ một chân trên đất, nói: Thánh chủ truyền tin, bảo chúng ta cứ yên tâm xây tường thành, chuyện ở Bắc Sở cứ giao cho người. Vớ vẩn. Trung Giang trầm giọng quát lớn: Bắc Sở là nơi nào chứ? Là một vùng đất hung ác tàn bạo đó. Lập tức truyền tin cho thánh chủ, không được để lộ thân phận, chuyện ở Nam Sở chúng ta báo. Hồng Trần Tuyết còn chưa nói xong thì đã bị tiếng hét từ bên ngoài đại điện cắt ngang. Vừa có tin truyền đến báo rằng thành chủ đang sát truy sát thương minh của Thị Huyết Điện, hơn nữa động tĩnh còn không hề nhỏ, cao thủ của Thị Huyết Điện đã xuất quân. Hắn chủ động tiết lộ thân phận của mình sao? Hồng Trần Tuyết chằm chằm nhìn người vào báo. Tin báo nói như vậy ạ. Một câu nói khiến cả đại điện đều im lặng. Lại là tên thanh niên đó, đã là thống soái tam quân, anh lại dấn thân vào nguy hiểm, dùng bản thân mình thu hút các thế lực của Bắc Sở, tranh thủ thời gian cho Nam Sở. Giờ phút này tất cả mọi người đều đang nghi ngờ động cơ thực sự của Diệp Đại Hào khi đến Bắc Sở. Anh thực sự đi tìm Sở Huyên hay sao chứ? Hay là anh đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra biến cố này nên mới một mình tới Bắc Sở để lo liệu? Rầm bịch uinh. Giữa đất trời, ngoài tiếng gầm giọng giết chóc ra thì còn lại toàn là tiếng động ầm vang như thế này. Đưa mắt nhìn, biển người đen kịt lần lượt nhấn chìm Diệp Đại Hào. Thế nhưng Diệp Đại Hào lại như vì sao sáng không bao giờ rơi rụng. Anh liên tiếp gây nên sóng to gió lớn trong biển người. Khả năng chiến đấu của Diệp Đại Hào là vô song, ra tay với những đòn bá đạo mà dứt khoát. Những nơi anh đi qua để lại toàn máu là máu, khiến cho đại quân của Thị Huyết Điện bị anh đánh cho tan đàn xẻ nghé. Đúng là một viên hổ tướng. Những tu sĩ từ tứ phương chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này đều tặc lưỡi. Mới trong vòng một năm mà đã tiến cấp tới cảnh giới chuẩn thiên, khả năng chiến đấu như vậy thì lấy ai ở đại sở có thể đàn áp hắn được chứ? Thánh chủ Thiên Đình bá đạo vô song, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt trông thấy rồi. Rất nhiều tu sĩ lão bối kinh ngạc. Nếu lấy thành tựu khi bọn họ còn trẻ để so với Diệp Đại Hào thì rõ ràng là một trò đùa. Xông ra ngoài rồi. Trong tiếng bàn tán có người lại kinh ngạc lên tiếng. Ngay vậy, những người quan sát từ tám phương lần lượt đổ dồn ánh mắt qua nhìn. Đại quân của Thị Huyết Điện mặc dù rất hung bạo, nhưng cuối cùng lại để Diệp Đại Hào sát phạt ra khỏi vòng vây. Nhìn từ xa, Diệp Đại Hào toàn thân đẫm máu, nhưng cũng không thể che lấp đi thần mang màu vàng kim trên cơ thể anh. Kim mang và máu tươi cùng dung hòa, mà sát và Phật quang đan xen, khiến hình thái của anh càng thêm kỳ dị. Đuổi theo cho ta! Thấy Diệp Đại Hào sát phạt ra khỏi vòng vây, một lão tổ Thị Huyết Điện lập tức gầm giọng. Bao nhiêu kẻ mạnh như vậy mà không ngăn nổi một tên? Đây rõ ràng là cái bạt tai đau đớn cho Thị Huyết Điện. Rầm rầm uinh! Ngay sau đó, hư không lại như có tiếng sấm rền vang lên liên tiếp. Đại quân của Thị Huyết Điện từ tứ phương tám hướng hợp lại với nhau. Cảnh tượng đen kịt che lấp cả vầng mặt trời, bóng người như lũ cuốn cứ thế trấn áp thiên địa, đuổi theo Diệp Đại Hào. Phía trước, Diệp Đại Hào giống như một đạo kình mang, liếc nhìn về phía sau. Anh bất giác bật cười lạnh lùng. Luận về bản lĩnh chạy trốn thì anh tự nhận không thua kém bất kỳ ai.
có hai chiêu bài tủ đó thì đến cả cửu hoàng cũng chưa chắc đuổi kịp. Đây cũng chính là lý do để anh dám công khai thân phận. Ngày hôm nay đã được định sẵn là một ngày không yên bình. Từ khi Diệp Đại Hào bị truy sát, sau mười mấy canh giờ, cả Bắc Sở sục sôi liên tục truyền tin cho nhau. Đại quân của Thị Huyết Điện đuổi theo Diệp Đại Hào hơn 80.000 dặm nhưng lại để anh chạy thoát. Đột nhiên cả Bắc Sở như bùng nổ, quá nhiều người trầm trồ, có quá nhiều người kinh ngạc. Trong trận chiến này, Diệp Đại Hào đã tạo nên uy danh thánh chủ thiên đình. Uy danh này quá vang dội khiến người ta phải kính nể. Đại chiến mất một ngày khiến anh mệt mỏi, thế nhưng chiến tích của anh cũng rất huy hoàng. Chỉ ít thì vì trận chiến này mà kế hoạch của liên quân các thế lực ở Đại Sở đã bị phá bỏ. Rất nhanh sau đó, sau tiếng gió rít lên, một bóng hình hiện ra. Nếu nhìn kỹ thì chính là lão già mặc y phục rất bình thường với mái tóc bạc. Thánh chủ, hôm nay người đánh được lắm. Lão già mặc y phục giản dị, nhìn có vẻ hưng phấn. Mặc dù ông ta lớn tuổi hơn Diệp Đại Hào, nhưng lại không thể điềm tĩnh bằng Diệp Đại Hào. Đây chính là sự khác biệt giữa một vị thống soái và thuộc hạ. Đã thông báo đến tất cả các thế lực của thiên đình chúng ta ở Bắc Sở chưa? Diệp Đại Hào vừa cởi bộ y phục nhúng máu vừa lên tiếng. Đã phân bố tới phạm vi quanh các phân điện của Thị Huyết Điện rồi. Lão già mặc y phục đơn giản vừa nói, chỉ đợi thánh chủ ra lệnh. Ông đi làm đi, tự lượng sức một chút là được. Diệp Đại Hào khoát tay cười nói, nhất định lúc nào cũng phải nhớ nhiệm vụ của mọi người là làm loạn, không được gây xung đột trực diện với các thế lực của Đại Sở. Cái này chúng ta hiểu. Lão già mỉm cười quay người biến mất. Rắc rắc. Tiếp đó là âm thanh của tiếng xương cốt va chạm vào nhau. Sau một canh giờ hồi phục, Diệp Đại Hào lại lần nữa khí huyết ngút trời, trở lại trạng thái đỉnh phong. Lão Đại. Ngay sau đó, bên trong thần hải của Diệp Đại Hào chợt vang lên giọng nói của đạo thân. Người vẫn còn biết liên hệ với Lão Đại là ta đây à? Diệp Đại Hào lúc này tức tối mắng chửi. Đừng nói thế mà, ta tới đây là có chuyện quan trọng đó. Đạo thân tinh thần ho hắng. Nghe ý này của người thì có tin tốt rồi. Có phải là tin tốt hay không thì ta không biết, nhưng chắc chắn là tin mà Lão Đại muốn nghe. Đạo thân tinh thần xoa xoa mũi rồi nói tiếp. Nửa tháng trước, có người từng gặp sư phụ của người là Sở Huyền ở Thập Vạn Đại Sơn. Hả? Thập Vạn Đại Sơn? Diệp Đại Hào cầu tiết mạnh. Huyền Nhi vẫn luôn bật vô âm tín là vì vào Thập Đại Vạn Đại Sơn sao? Sắc mặt Diệp Đại Hào trở nên vô cùng khó coi. Anh thực sự rất lo lắng. Không phải vậy. Một câu nói của đạo thân khiến Diệp Đại Hào tức tối. Tên đê tiện nhà ngươi, có thể nói luôn trong một câu không hả? Diệp Đại Hào mắng chửi. Vì người quá sốt ruột đấy chứ. Đạo thân tinh thần ho hắng. Hôm qua ta tới bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đi một vòng và tìm thấy rất nhiều người. Chắc chắn sư phụ của Lão Đại không vào trong đó, chỉ đi bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn rất lâu thôi. Còn gì nữa, cô ấy còn từng đi qua Hoang Mạc và Hố Thần. Hoang Mạc? Diệp Đại Hào lần nữa cau mày. Anh càng ngày càng không hiểu Sở Huyền đang định làm gì. Đang yên đang lành tự dưng tới những nơi nguy hiểm như vậy làm gì chứ? Còn nữa, trước kia có người bảo ta đi Bàn Long Hải vực thăm dò, quả thực nơi đó rất dị thường. Đạo thân tinh thần nói tiếp. Có điều hiện giờ xem ra nơi mà Sở Huyền tiền bối muốn đi không phải là Bàn Long Hải vực mà là Vô Vọng Đại Trạch. Vì Vô Vọng Đại Trạch là nơi rất sâu trong Bàn Long Hải vực. Diệp Đại Hào trầm lắng. Những suy nghĩ của đạo thân chắc chắn không sai. Đầu tiên là Hoang Mạc Hố Thần, rồi lại Thập Vạn Đại Sơn. Những nơi mà Sở Huyền đi qua đều là những nơi vô cùng nguy hiểm của Đại Sở. Anh có lý do để tin rằng trước kia Sở Huyền xuất hiện ở Bàn Long Hải vực chắc chắn có liên quan đến Vô Vọng Đại Trạch. Cũng chính vì vậy mà anh mới không hiểu. Không hiểu vì sao Sở Huyền liên tiếp tới gần những nơi nguy hiểm như vậy. Những ngày này anh liên tiếp lấy thân phận là sát thần, đàn thánh, gây ra động tĩnh lớn ở Đại Sở. Đến cả Nam Sở cũng thống nhất rồi. Ở Đại Sở này làm gì có ai không biết. Lẽ nào Sở Huyền lại không biết đến tin tức này sao? Diệp Đại Hào thực sự khó hiểu. Sở Huyền không có lý do gì không biết đến những chuyện này. Nhưng cô ấy đã biết thì vì sao lại không quay về Nam Sở chứ? Sư phụ, rốt cuộc người đang làm gì? Cảm giác khó chịu khiến Diệp Đại Hào như đang rơi vào trong biển cả mênh mang. Trước mắt, cô ấy sẽ tới Hoang Hải và U Minh Chi Cốc. Khi Diệp Đại Hào còn đang thẫn thờ thì đạo thân tinh thần lại lên tiếng.
Nghe vậy Diễm Thế Hào ngắt đi ngạch mặt suy nghĩ, ánh mắt anh chợt sáng lên. Đúng vậy, những nơi mà Sở Huyên đi đều là cấm địa nguy hiểm của đại sở. Nếu như suy đoán chính xác thì mục tiêu tiếp theo của cô nhất định là Hoan Hải và U Minh Chi Cốc. U Minh Chi Cốc không phải là một nơi cố định, thấy đầu không thấy cuối, Sở Huyên chưa chắc đã có thể tìm ra. Diệp Đào chợt suy nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nếu như đoán không nhầm thì nơi tiếp theo sư phụ đi chính là Hoan Hải. Ngươi về Nam Sở đi. Nghĩ thông điểm này, Diệp Đào lập tức ra lệnh cho Đào Thân. Đừng mà, ta còn chưa chơi thỏa thích ở đây. Đào Thân tinh thần chợt ủ rũ. Đừng nói những lời vô dụng đó với ta. Diệp Đào lập tức mắng chửi. Về Nam Sở cho ta. Trước khi ta chưa về Nam Sở thì canh chừng Hoan Hải cho cẩn thận. Một khi thấy Huyên Nhi, lập tức thông báo cho ta. Đúng là tự đào hố chôn mình. Đào Thân tự bạt cho mình một cái bạt tai. Vừa nói rồi nó còn đang hào hứng giúp Diệp Thế Hào đoán phương hướng của Sở Huyên. Vậy mà chưa tới một phút nó đã bị đối xử tệ bạc như vậy. Đi luôn, lập tức, nhanh. Diệp Thế Hào lại lần nữa hối thúc. Ta biết rồi. Đào Thân khó chịu nhưng vẫn phải lê bước đi về Nam Sở. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Đào Thân tinh thần, Diệp Thế Hào hít vào hơi thật sâu. Mặc dù anh không tìm được Sở Huyên, nhưng ít nhất anh cũng đã có được thông tin về cô. Anh biết cô vẫn bình an vô sự. Đây là một tin tức tốt lành với anh. Thánh chủ, không lâu sau đó, lão già ăn mặc giản dị lại quay trở lại. Sao lại quay lại thế? Diệp Thế Hào hoài nghi nhìn lão ta. Hành động của Thị Huyết Điện có phần dị thường. Dị thường chỗ nào? Bọn họ điều đại quân một điện nhưng lại không tiến về Nam Sở mà là đi về Bắc. Thánh chủ, người nghe ta nói đã xong đã. Lão già còn chưa nói xong thì rẹt một cái, Diệp Thế Hào đã biến mất. Đúng là trên hư không, Diệp Thế Hào giống như một đạo kình mang, tốc độ nhanh tới mức không thể dùng mắt thường mà nắm bắt. Thị Huyết Điện, nếu bọn họ có chuyện gì thì ta sẽ bắt các ngươi trả giá gấp trăm lần. Diệp Thế Hào đôi mắt đỏ ngầu, nắm tay rất chặt, vang lên thành âm răng rắc. Có lẽ vì dùng lực mạnh nên móng tay của anh đã cắm thẳng vào trong thịt bàn tay đến bật máu. Không sai, một người trước nay vẫn tự nhận có thể kiểm soát được thế cục như anh thì lần này lại bỏ sót. Anh đã bỏ sót một sự tồn tại quan trọng, đó chính là Hạo Thiên Thế Gia. Đây cũng chính là lý do vì sao anh không nghe lão già kia nói xong mà đã nhanh chóng rời đi. Anh đã trảm thương mình của Thị Huyết Điện, khiến Thị Huyết Điện phẫn nộ. Thị Huyết Điện không bắt được anh, nhất định sẽ lôi theo những người liên quan đến anh. Lúc này Diệp Đế Hào ở Bắc Sở, mà những người có mối quan hệ mật thiết với anh cũng chỉ có Hạo Thiên Thế Gia mà thôi. Nhanh một chút. Trong màn đêm đen, toàn thân Diệp Đế Hào như có một ngọn lửa thiêu đốt, thần mang màu vàng kim cứ thế vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, tốc độ đạt tới mức đỉnh phong nhất từ khi tu đạo đến nay. Mặc dù anh vẫn chưa chuẩn bị chấp nhận Hạo Thiên Thế Gia, nhưng cũng không muốn thấy cảnh Hạo Thiên Thế Gia vì anh mà bị Thủy Huyết Điện diệt tộc. Lần này thì anh thực sự sợ hãi rồi. Một kẻ chinh chiến trên chiến trường nhiều năm như anh, thừa hiểu Hạo Thiên Thế Gia sắp đối mặt với cái gì. Đại quân của một điện mà Thủy Huyết Điện phá đi có thể so với đại quân ba điện của Chính Nhân Tông. Trần thế khổng lồ như vậy, có muốn công phá kết giới hồ sơn của Hạo Thiên Thế Gia thì cùng lắm chỉ mất 3 canh giờ. Muốn diệt được Hạo Thiên Thế Gia thì chỉ mất nhiều nhất 1 canh giờ mà thôi. Diệp Đại Hào hiểu hơn ai hết, biến cố này xảy ra quá bất ngờ, khiến Thiên Đình và cả thế lực mà Thiên Đình cài cắm ở Bắc Sở căn bản không kịp chi viện. Thánh chủ, khi Diệp Đại Hào còn đang cuống cuồng thì đột nhiên nghe tiếng gọi từ phía sau. Lời còn chưa dứt, Diệp Đại Hào đã nhìn thấy một bóng hình. Nếu nhìn kỹ thì đó chính là lão già mặc đồ giản dị vừa rồi. Thấy vậy, Diệp Đại Hào vô thức nhìn ông ta. Ông ta sao có thể chạy nhanh như vậy chứ? Ta đã nghĩ thông rồi, đội quân tu sĩ của Thị Huyết Điện đang xông tới Hạo Thiên Thế Gia. Lão già nói với giọng ý tứ, chẳng trách mà thánh chủ lại vội vã như vậy. Ông có thể hiểu ra được thì thật là làm khó cho ông rồi. Thánh chủ không phải lo lắng. Lão già mặt mày ái ngại, ông ta hò hắng. Bắc Chấn Thương Nguyên không phải là nơi mà đại quân một điện của Thị Huyết Điện có thể làm loạn. Bắc Chấn Thương Nguyên có thể chân vàng. Ngoài Hạo Thiên Thế Gia thì chẳng phải còn có nhà họ Viên, nhà họ Âm Dương hay sao? Bọn họ đồng loạt chống lại bên ngoài. Đây mới chính là điểm mấu chốt. Diệp Đào hít vào một hơi thật sâu. Ba nhà do thế lực của Thiền Uyên cố thành cân bằng,
Mặc dù trên danh nghĩa là đồng lòng chống ngoại xâm, nhưng nhà họ Viên và nhà họ Âm Dương đều có âm mưu quỷ kế. Bọn họ vẫn luôn muốn thôn tính Hạo Thiên Thế Gia. Hiện giờ đại quân Thị Huyết Điện sát phạt tới, cả hai nhà này đừng nói là chi viện mà không tắt nước theo mưa đã là may lắm rồi. Không phải chứ? Lão già gãi gãi đầu, môi hở răng lạnh. Nhà họ Viên và nhà họ Âm Dương chẳng nhẽ lại không hiểu điều này sao? Một khi Hạo Thiên Thế Gia bị tiêu diệt thì chẳng bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ theo bước theo vết xe đổ của Hạo Thiên Thế Gia. Ông cho rằng Thị Huyết Điện bày ra trận thế lớn như vậy thực sự là vì báo thù cho Thương Minh sao? Không, không phải. Ông đánh giá cao Thương Minh quá rồi đó. Diệp Đại Hào bật cười lạnh lùng. Thương Minh chỉ là một trưởng lão nhỏ nhoi của Thị Huyết Điện. Thị Huyết Điện sẽ vì cái chết ông ta mà dùng tới đại quân của một điện hay sao? Bọn chúng báo thù cho Thương Minh là giả. Mục đích thực sự chính là xuất binh giành chính ngôn thuận tới bắc chấn Thương Nguyên mới là thật. Ta không hiểu. Lão già lại gãi đầu. Thị Huyết Điện chẳng phải nhằm vào Hạo Thiên Thế Gia sao? Bọn chúng nhằm vào Hạo Thiên Thế Gia là giả, mục tiêu thực sự là bắc chấn Thương Nguyên. Càng nghe càng mơ hồ đó. Vậy ông nói cho ta biết, Thiên Đình chúng ta mạnh hay là Thị Huyết Điện mạnh? Diệp Đại Hào quay đầu sang nhìn lão già. Đương nhiên là Thiên Đình mạnh rồi. Lão già không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đáp lại, vả lại vẻ mặt rất tự hào. Thiên Đình hình giờ chắc chắn là thế lực mạnh nhất đại sở. Vậy thì đúng rồi, vì chúng ta mạnh nên mới khiến Thị Huyết Điện cảm thấy mối uy hiếp lớn rình rập. Bọn chúng biết rồi cũng sẽ có một ngày Thiên Đình sẽ đánh tới bắc sở, cho nên mới vội vàng tăng nhân thực lực trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tiêu diệt toàn bộ thế lực chống đối với chúng, liên kết với tất cả thế lực quy thuận. Ta hiểu rồi. Lão già như bừng tỉnh ra. Thị Huyết Điện làm vậy là đang muốn dọn đường nhanh chóng đây. Có thể hiểu như vậy. Diệp Đế Hào nói tiếp, bắc chấn Thương Nguyên ở phía bắc, Thiên Đình ở phía nam, Thị Huyết Điện ở miền trung. Vì để tránh trước sau đều có địch, bắc chấn Thương Nguyên chắc chắn là đối tượng hàng đầu chúng nhắm tới. Còn việc giết Thương Minh chính là lý do tốt nhất để Thị Huyết Điện lấy cớ xuất binh. Cho nên nói đêm nay nếu không có gì bất ngờ thì Hạo Thiên Thế Gia sẽ bị tiêu diệt, còn nhà họ Viên và nhà họ Âm Dương sẽ quy thuận Thị Huyết Điện. Những thế lực nhỏ khác ở bắc chấn Thương Nguyên cũng sẽ bị Thị Huyết Điện thu nạp trong vòng một đêm. Mẹ kiếp, đúng là nước cờ hay. Thế cục của đại sở hiện giờ nói thẳng ra thì chính là cuộc tranh đấu giữa Thiên Đình ở phía nam và Thị Huyết Điện ở phía bắc. Đêm nay Thị Huyết Điện lấy hành động này để ép bắc chấn Thương Nguyên gia nhập vào đội ngũ của mình cũng không phải không có khả năng này. Lão già nhìn Diệp Đế Hào rồi tiếp tục hỏi thăm dò. Vậy có nghĩa là bắc chấn Thương Nguyên bắt tay nhau đối đầu với Thị Huyết Điện sao? Khả năng gần như bằng không. Diệp Đế Hào hít sâu. Sức mạnh của Thị Huyết Điện đã vượt qua dự liệu của chúng ta. Nếu như bọn chúng thực sự muốn dẹp bằng bắc chấn Thương Nguyên thì chỉ cần trong một ngày là đủ. Kẻ thuận theo thì sống, kẻ làm trái lại thì chết. Dưới sự đàn áp của Thị Huyết Điện thì bắc chấn Thương Nguyên chỉ có thể quy phục mà thôi. Quả nhiên hiểm độc, thuộc hạ lập tức đi gọi quân chi viện, không kịp đâu. Diệp Đại Hào siết chặt nắm tay, vang lên tiếng kêu răng rắc. Nam sở và bắc chấn Thương Nguyên cách nhau hơn 80.000 dặm. Đợi đại quân của Thiên Đình tới thì Hạo Thiên Thế Gia đã bị dẹp bằng lâu rồi. Cho dù Hạo Thiên Thế Gia có thể trụ tới lúc đó thì đại quân của Thiên Đình chưa chắc có thể sát phạt được đến bắc chấn Thương Nguyên. Sao có thể chứ? Lão già vội nói. Với khả năng chiến đấu hiện giờ của Thiên Đình chúng ta mà đại sở còn có thế lực nào có thể chèn ép chúng ta sao? Ông cho rằng bắc sở là nơi thế nào chứ? Thế lực đan xen phức tạp, nội tình vượt qua cả nam sở. Trên 8 phần đều có mối quan hệ tốt đẹp với Thị Huyết Điện. Đại quân của Thị Huyết Điện vượt 81.000 dặm xa xôi chinh chiến mà không hề có lấy cứ điểm. Đây chính là điều đại kỵ của nhà binh. Một khi đại quân của Thiên Đình chúng ta bị vây bắt ở bắc sở thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhấn chìm. Không có quân chi viện thì chỉ có nước chết à? Không phải còn có chúng ta sao? Diệp Đại Hào chậm rãi lên tiếng. Thánh chủ, người không phải định một mình đưa thuộc hạ đi đánh trận đấy chứ? Lão già mặt mày sững sờ nhìn Diệp Đại Hào. Ván cờ này chưa vào nước chết. Diệp Đại Hào hít sâu. Chỉ cần chúng ta đến được Hạo Thiên Thế Gia trước khi Thị Huyết Điện đến thì thế cục có thể xoay chuyển.
Nhưng cho dù chúng ta kịp đến Hạo Thiên Thế Gia trước thì cũng không thể nào bảo vệ được Hạo Thiên Thế Gia. Lão già nhìn Diệp Đế Hào, đó là đại quân một điện của Thị Huyết Điện, kết giới hồ sơn của Hạo Thiên Thế Gia, cùng lắm chỉ trụ được không nổi 3 canh giờ. Chúng ta lại không có quân chi viện, ai nói ta phải bảo vệ Hạo Thiên Thế Gia chứ? Diệp Đế Hào bình tĩnh nói, đã không có quân chi viện thì việc chúng ta cần làm chính là trước khi đại quân của Thị Huyết Điện tới, giúp Hạo Thiên Thế Gia rời đi. Ta cảm thấy bảo vệ vẫn đáng tin hơn. Lão già gãi đầu, trong 3 canh giờ, dù đại quân của Thiên Đình không kịp tới, nhưng thế lực của Thiên Đình chúng ta ở Bắc Sở vẫn có tầm 6 phần có thể kịp tới. Lại thêm Hạo Thiên Thế Gia cũng không phải là không có sức chiến đấu. Bắc Sở không phải là địa bàn của chúng ta, dù đại quân của Thiên Đình có đến thì cũng có khả năng bị thôn tính, chứ đừng nói tới khả năng chiến đấu không bằng một điện của chúng ta ở Bắc Sở. Vậy Thánh Chủ muốn đưa Hạo Thiên Thế Gia rời đi đâu? Không phải chỉ có 1-2 người, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bao vây, vả lại lại còn trong tình cảnh không có kết giới hộ sơn nữa. Cho nên cái mà chúng ta cần tranh thủ là thời gian. Diệp Đế Hào trầm ngâm, chúng ta cần thời gian để Hạo Thiên Thế Gia rời đi. Chỉ cần có thể an toàn rời khỏi đó thì ta có 80% tự tin có thể đưa bọn họ về Nam Sở. Thánh Chủ cứ nói cách làm thế nào đi ạ. Thông báo tới Viêm Hoàng ở Bắc Sở để bọn họ đi từ Tây Lăng vượt qua thế giới người phàm, tiếp ứng Hạo Thiên Thế Gia ở Tây Nguyên. Đời đã, đi qua thế giới người phàm sao? Lão già ngỡ ngàng nhìn Diệp Đế Hào. Thánh Chủ muốn đưa Hạo Thiên Thế Gia đi ngang qua thế giới người phàm để rời đi sao? Bất ngờ lắm sao? Diệp Đế Hào mỉm cười, đương nhiên rồi ạ. Lão già tặc lưỡi, có đánh vỡ đầu thuộc hạ cũng không nghĩ ra. Thuộc hạ cho rằng Thị Huyết Điện cũng sẽ không nghĩ tới Hạo Thiên Thế Gia lại đi qua thế giới người phàm.